Mới đây, Alvaro Morata đã tiết lộ trước giới truyền thông sự thật kỳ lạ mà nhiều người chưa biết về Cristiano Ronaldo. Trong bối cảnh CR7 nhiều khả năng sẽ chia tay với Juventus để tìm kiếm biến độ mới, Alvaro Morata đã chẳng còn xa lạ gì với Ronaldo. Hai cầu thủ này từng là đồng đội của nhau tại Real Madrid và hiện tại cả hai đều đang khoác chung màu áo của Juventus. Khi được hỏi về mối quan hệ với Cristiano Ronaldo, Morata đã thẫn thừng tiết lộ sự thật lạ lùng về người đàn anh của mình trên Radio Marca. Tôi nói chuyện với anh ấy về mọi thứ, về những điều mà bạn thậm chí còn không thể tưởng tượng được. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Trong lịch sử bóng đá đã có rất nhiều cặp tiền đạo xuất chúng và thi đấu cực kỳ ăn ý. Như có thần giao cách cảm, họ cùng nhau ghi bàn và trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự. Vì thế hôm nay hãy cùng chúng tôi thử điểm lại 10 cặp song sát đáng sợ nhất của mùa giải vừa qua để xem đâu là bộ đôi xuất sắc nhất nhé. Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo. Trước khi hội ngộ trong màu áo Juventus, Alvaro Morata và Cristiano Ronaldo đã từng thi đấu cùng nhau tại Real Madrid. Thế nhưng phải đến khi mà CR7 chuyển đến đội bóng thành Turin, bộ đôi này mới thực sự trở thành một cặp bài trùng. Mùa giải trước, Morata và Ronaldo đã có 6 lần ghi bàn từ những đường kiến tạo của nhau. Dù đều là những chân sút đẳng cấp, nhưng đây rõ ràng là thành tích không quá tốt của cặp song sát này. Hệ quả, Juventus sớm bị loại khỏi Champions League và không vô địch Serie A sau 9 năm liên tiếp. Messi Griezmann. Nhiều người đã nói rằng Messi không hề ưa Griezmann và đã cố tình cô lập tiền đạo người Pháp khi anh chuyển đến Barca thi đấu. Tuy nhiên, việc phối hợp cùng nhau ghi 7 bàn ở mùa vừa qua đã cho thấy cặp song sát này hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Không ít lần Messi cho thấy được tinh thần đồng đội khi một mình tiền đạo ra cơ hội rồi kiến tạo thuận lợi cho Griezmann ghi bàn. Vì thế, người hâm mộ Barca có quyền kỳ vọng vào sự bùng nổ hơn nữa của bộ đôi này ở mùa giải tới. Kylian Mbappe, Neymar. Mùa 2017, Paris Saint-Germain đã khiến cả thế giới bất ngờ khi cùng lúc mang về cả hai ngôi sao rất sáng giá, Kylian Mbappe và Neymar. Đã có mùa giải thứ tư chơi bóng cùng nhau, bộ đôi tấn công của gã nhà giàu nước Pháp vẫn đang duy trì được một phong độ tương đối ổn định. Phối hợp cùng nhau ghi được 7 bàn, thế nhưng phần lớn trong số đó vẫn ở những trận cầu nhỏ tại Ligue 1. Việc Paris Saint-Germain có thể vô địch C1 mùa sau hay không, đương nhiên vẫn phụ thuộc rất lớn vào bộ đôi này. Benzeder, Kevin Volland. Không hào nhoáng và nổi tiếng như bộ đôi tiền đạo của PSG, thế nhưng Benzeder và Kevin Volland thậm chí còn chơi ăn ý hơn khá nhiều. Ghi được tổng cộng 8 bàn từ những đường dọn cổ của nhau, cặp song sát này đã góp công rất lớn vào việc hồi sinh AS Monaco. Đều không còn trẻ, thế nhưng yếu tố kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu dày dạn khiến cho hai chân sút này hồi xuân một cách đầy bất ngờ. André Silva, Philippe Kostic.
Thi đấu không thành công ở AC Milan, André Silva đang tìm lại chính mình kể từ khi khoác áo Eintracht Frankfurt. Phần lớn nguyên nhân của việc này là tiền đạo người Bồ đã tìm được người đá cặp cực kỳ ăn ý là Philippe Kostic. Dù cho Frankfurt chỉ cán đích thứ 5 ở mùa trước, thế nhưng bộ đôi này lại có hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Bản thân André Silva cũng đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới với 28 bàn thắng và chỉ xếp sau Lewandowski. Marcus Rashford, Bruno Fernandes. Không có bất kỳ danh hiệu nào ở mùa vừa qua, thế nhưng MU đã trình diễn một bộ mặt vô cùng ấn tượng trên hàng công. Điều này có phần đóng góp không nhỏ từ thành tích của bộ đôi Marcus Rashford và Bruno Fernandes. Kể từ khi Bruno chuyển đến sân Old Trafford, phong độ ghi bàn của Rashford đã nâng lên đáng kể. Tiền đạo trẻ người Anh được hưởng lợi rất nhiều từ những đường kiến tạo như đặc của nhạc trưởng mang áo số 18. Martinez, Lukaku. Không phải tự nhiên mà Inter Milan lên ngôi vô địch Serie A sau chuỗi thống trị 9 năm liên tiếp của Juventus. Trong đó, cặp song sát vô cùng chất lượng của nửa xanh thành Milan là Martinez và Lukaku đã làm khuynh đảo mọi hàng phòng ngự ở nước Ý. Bộ đôi này đã giúp nhau ghi 10 bàn ở mùa vừa qua. Mặc dù chỉ về đích thứ hai trong danh sách vua phá lưới, thế nhưng Lukaku đã có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp và đạt danh hiệu MVP của giải đấu. Haaland, Jadon Sancho. Haaland đã trả lời phỏng vấn rằng anh rất buồn khi Jadon Sancho chuyển tới MU ở mùa giải sau. Nguyên nhân đương nhiên tới từ việc sao mai người Anh đã rất nhiều lần dọn cổ cho Haaland ghi bàn. Bộ đôi này đã giúp nhau ghi được 10 bàn ở mùa giải vừa rồi và giúp Dortmund có tấm vé dự Champions League và vô địch cúp quốc gia Đức. Rõ ràng không có cặp tiền đạo trẻ nào ở châu Âu chơi tốt như Haaland và Sancho ở mùa vừa qua. Gerd Müller và Thomas Müller. Với tổng cộng 41 bàn thắng tại Bundesliga ở mùa giải vừa rồi, Lewandowski đã phá kỷ lục ghi bàn tồn tại gần nửa thế kỷ của huyền thoại Gerd Müller. Chiến tích của siêu tiền đạo người Ba Lan có sự góp công rất lớn của người đồng đội Thomas Müller. Ngôi sao người Đức đã chấp nhận chơi lùi sâu và đóng vai trò hỗ trợ để Lewandowski tỏa sáng. Sau khi mùa giải kết thúc, cả hai đã có 11 bàn thắng ghi được cùng nhau và là một trong những cặp song sát hiệu quả nhất châu Âu. Harry Kane, Son Heung-min.
đứng ở vị trí số 1 trong danh sách những cặp song sát hàng đầu ở mùa vừa qua. Đương nhiên là hai cái tên Harry Kane và Son Heung-min. Cùng nhau, bộ đôi này đã ghi tới 16 bàn thắng ở mùa vừa rồi và là bộ đôi tiền đạo đáng sợ nhất trong lịch sử Premier League. Kỷ lục trước đó được thiết lập bởi Chris Sutton và Alan Shearer vào mùa 1994-1995 với 13 pha lập công cùng nhau. Nếu như Harry Kane rời đi vào mùa giải này, việc Son Heung-min chuyển đến câu lạc bộ khác cũng không còn xa. Mọi đội bóng đều muốn sở hữu những cặp song sát chất lượng như vừa rồi để hướng tới những danh hiệu, phải không nào? Bạn ấn tượng bộ đôi nào nhất? Hãy bình luận ngay bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!